Vâng, trước mắt quý vị các bạn, đó là chính là chiếc âm đi Pioneer 7800 Mark 2 với năm sản xuất đó là năm 1979. Mấy chục năm rồi mà sản phẩm. Anh em chúng ta cùng nhìn này. Với thiết kế mặt phay nhôm. Khổ 42. Với mặt độ đẹp của cái mặt thì chúng ta nhìn thế này. Rất đẹp nhá. 7800 Mark 2. Đặc trưng của con này là có hai đồng hồ vu. Bát tép bọn này thì phải nói là siêu nhạy. Đó, ngoại hình của nó này, cái nắp này. Rắc cắm nó đang sử dụng là rắc mỏ chim. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm, công suất là 155W, sử dụng dòng điện 100V và số seri của con máy này là 58592. Và đây là phiên bản nguồn đen đế vàng. Số khung máy của con này là 8580. Với kỹ thuật nghề cũng được hơn chục năm rồi. Mở con máy ra thì em đã kiểm tra rất kỹ trước khi quay tới quý vị các bạn. Và cũng đã bật và test. Thì với chiếc máy này thì em khẳng định với quý vị bạn là sẽ bao zin cho anh em tuyệt đối. Kể cả cái con 7800 Mark đôi nguồn vàng này. Mà anh em xem cuối video thì anh em sẽ thấy được. Nó cũng sẽ zin tuyệt đối. Em dám khẳng định và cam kết với anh em là zin tuyệt đối. Cầu chì của nó đây. Đấy, cầu chì zin. Nó có một cái đặc điểm. Thì chúng ta nhìn phát là chúng ta biết ngay. Đấy. Đèn đệm này, xanh đen còn nguyên. Đèn 3, 5 chân này. Này, đèn 5 chân ok. Tụ nguồn đây. Neck check. Mặc dù công suất của nó chỉ là 155W, nhưng mà chiếc 7800 Mark 2 là một trong số những sản phẩm cho ra chất âm sắc sảo, hay. Và có một cái đặc điểm là nó rất dễ ghép loa. Tất cả các cặp loa bát 25 gặp nó đều ok hết. Còn nếu như bát 30 thì nó có vẻ hơi đuối một chút, nhưng mà chúng ta nghe nhạc thì chúng ta không bật to nên cái việc đuối hay không lúc đấy nó chưa hiện ra, nên không sao cả. Vì vậy chiếc âm đi 7800 Mark 2 là một trong số những sản phẩm mà được anh em trong giới audio ưa chuộng, và những người mới chơi kiểu gì cũng phải bước qua đời nó một lần. Thì với chiếc âm đi Pioneer 7800 Mark 2 phiên bản nguồn đen này thì bên em đang xuất ra với mức giá là cụ thể chuẩn giá yêu nhất cho anh em đó là 9 triệu. Đấy, và giá này không bao gồm tiền cước phí. Anh em nào chung kết thì liên hệ qua số điện thoại trên góc màn hình rồi. Đấy. Và bây giờ chúng ta tiếp tục xem thêm video của chiếc âm đi Pioneer 7800 Mark 2 nguồn vàng.